mọi người nha. Làm thử trái ổi cho mọi người coi nha. Ổi này là ổi bữa mình có bao rồi nè. Thử trên cây cho mọi người coi luôn nha. Mì ớt. Xanh sạch, không có sâu hết à. Ổi này là ruột đỏ nha. Không cần phải rửa. Sạch sẵn, đâu có xịt thuốc ở đâu sẵn. Thơm. Này chấm mấy ớt nha mọi người. Rồi, ruột đỏ luôn. Quá ngon. Ngon luôn. Ngọt khó nói luôn. Số 1. Dùng đất của mình trồng cái ổi là số 1 nha. Ngọt lắm. Mấy cây kia không biết sao chứ cây này ngon. Không thịt không sâu nữa. Phải bao nha. Không biết ổi này tên gì luôn á. Mà coi trên mạng á, thấy mấy ruột đỏ ta gọi là ổi ruby hay gì á. Không biết. Đợt mình mua trồng nó cái ổi trắng mà sao tự nhiên nó lột có cây này. Nó dao lộn. Đỏ, ngọt. Ổi này nặng ký lắm á. Ba trả đăng ký rồi còn khỏe. Đặt rồi. Cơm dày. Này trồng nhiều kinh tế là ngon. Đem trồng thử nghiệm 3 năm rồi đó. Thử nghiệm ok là ngang rộng ra nha. Đây là trong 3 năm nay mình trồng thử nghiệm không? Đất ơi để khỏe, đất giáp bẻ. Nên là trồng phải trồng ít thử nghiệm, biết chính xác mình mới trồng nhiều. Chứ còn mà trồng mà đại trà cái là không ăn hết nha. Dịch bệnh còn hoài mọi người, không biết nào hết. Ở nhà hoài luôn. Ở nhà hoài, trồng cây hoài luôn. Chứ công việc của mình ở Sài Gòn á. Về đây gần 3 tháng rồi. 3 tháng. Yêu cây cối, làm cây cho mọi người xem. Người nhớ ủng hộ nha. Mình hay xem mấy video của mấy anh chuyên về cây cối. Do là thích là sống nông dân. Không ngọn xem hết video của bạn. Còn người ta biết xem sau của mình. Kệ không sao. Làm thật lòng đúng ra. Ok. Chuyện gì đến nó sẽ đến. Muốn cũng không có được đâu. Vậy đó à. Hết lần. Vậy là đã à. Mm-hmm.
ăn giống mấy con chim nó ăn đó. Đây nè, đó, mấy trái nó bự vậy nè, trái nhiều lắm, nhưng nó phân ra chín á, đậm bên bao nè, chưa? Đó, cây để mấy chục trái luôn á, hết đồ bao với bao một lưới này nè. Rồi tẻm tiếp à. Bút trái nữa đây là hái luôn. Con muốn ăn để nửa trái về cho chim nào. Chút mẹ bà ra bà chém nát. Ớt làm sẵn à, ăn cả năm luôn. Ngon quá. Còn thái xuống mọi người. À. Ăn cây vậy nè, sạch lắm, không có dơi đâu, bao lắm. Người xem nhớ cho mình cái like và subscribe nha. Còn nhiều cây lắm. Nhớ theo dõi mình chia sẻ mấy cái cây khác cho mọi người xem nữa nha. Thôi, cái mình kết thúc video đây. Hẹn gặp mọi người video sau nha. Chúc mấy bạn một ngày tốt lành. Bye bye.